Theo em được biết thì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang thực hiện miễn phí xét nghiệm này, đúng không ạ? Ta chắc là xét nghiệm tiền sản giật. Vâng. Em Câu này quan cần trọng có đấy. điều kiện gì để được tham gia chương trình này ạ? Chương trình kéo dài đến bao giờ? Vâng. Dạ chào bạn, đây cũng là một thông tin hết sức là quan trọng ạ. Hiện nay thì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang thực hiện chương trình miễn phí cho xét nghiệm tiền sản giật với tất cả các thai phụ đến thăm khám thai ở Bệnh viện Phụ sản ở độ tuổi từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Và với những cái chương trình như thế này thì chúng tôi cũng thực hiện cho những thai phụ nếu như bạn không khám thai tại Phụ sản Hà Nội, nhưng nếu bạn có kết quả siêu âm trong 3 ngày gần đây, đương nhiên kết quả siêu âm của bạn phải ở những cái đơn vị cơ sở y tế đáng tin cậy, thì chúng tôi có thể dùng đúng kết quả đấy và thực hiện sàng lọc miễn phí tiền sản giật cho bạn. Như vậy thì ngoài những thai phụ đang thực hiện khám tại Phụ sản Hà Nội thì những thai phụ đang khám thai ở nơi khác ở đúng cái độ tuổi mà có thể làm sàng lọc tiền sản giật thì các bạn đều có thể liên hệ đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm này miễn phí ở độ tuổi từ 11 tuần cho đến 13 tuần 6 ngày ạ. Chương trình này kéo dài đến bao giờ ạ? Dạ chương trình này thì dự kiến là sẽ kéo dài đến hết năm nay ạ, hết năm dương lịch ạ. Vâng. Thế thì còn một thời gian rất là dài cho Vâng. các mẹ mà bây giờ đang mang thai trong cái giai đoạn tuần từ 11 đến 13 tuần Dạ tuổi, vâng đúng ạ. không ạ? Một chương trình chúng tôi nghĩ là rất ý nghĩa của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bởi vì thật ra nói thì thôi chứ cuộc sống chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, và có thể rất nhiều các bạn bây giờ khi chúng ta có bầu nhưng mà còn phải trang trải quá nhiều thứ, Vâng. và khi nghĩ đến cái chuyện mà đi xét nghiệm, đi khám sàng lọc rồi rất nhiều thứ thì người ta sẽ lựa chọn để khám cái gì gọi là cần nhất thôi, chứ người ta cũng có lẽ cũng chưa dám nghĩ đến khám những cái thứ khác mà có thể người ta không đủ điều kiện. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây thật sự là một chương trình cực kỳ ý nghĩa và nhân văn của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho nên các mẹ cũng có thể nghe thông tin này và thậm chí là có thể chia sẻ thông tin này với các mẹ bầu khác để chúng ta cùng được biết. À, tôi xin phép được cắt lời chị Thảo Vân một chút ạ. Là hiện nay thì ngoài cái vấn đề là chúng tôi thực hiện sàng lọc miễn phí cho các thai phụ, thì những trường hợp thai phụ có nguy cơ cao, tức những trường hợp thai phụ mà có xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật nguy cơ cao mà cần phải điều trị dự phòng, thì hiện nay chúng tôi cũng đang quản lý thai miễn phí cho những trường hợp đấy cho đến tận ngày sinh ạ. Như vậy thì chương trình này hiện nay là một cái chương trình hết sức là có ý nghĩa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, và hiện nay thì ở trên trung tâm chẩn đoán trước sinh của bệnh viện thì chúng tôi đang quản lý song song một lúc rất nhiều các thai phụ có những vấn đề về nguy cơ cao tiền sản giật và điều trị dự phòng cũng như là quản lý miễn phí cho đến ngày sinh cho những trường hợp đấy ạ. Em bé đầu của em đã phải mổ bắt thai ở tuần 28 vì bị tiền sản giật. Giờ em lại đang có bé thứ hai ở tuần 16, em rất lo. Xin bác sĩ cho lời khuyên. Không biết được là bạn đã được thực hiện sàng lọc tiền sản giật chưa? Tuy nhiên thì nếu như bạn chưa được thực hiện tiền sản giật thì thực sự là hơi đáng tiếc, vì xét nghiệm này thì hiện nay chúng tôi chỉ thực hiện được trước 13 tuần 6 ngày thôi. Và khi bạn đã có tiền sử sinh em bé một lần bị tiền sản giật rồi thì những lần sinh sau của bạn cũng đang nằm trong nhóm nguy cơ cao có khả năng bị tiền sản giật. Tuy nhiên thì nếu như chẳng may mà bạn chưa thực hiện xét nghiệm này thì cũng đừng quá lo lắng. Bạn hãy thực hiện thăm khám thai định kỳ và đúng lịch, đặc biệt là từ sau 20 tuần thì bạn theo dõi đúng lịch, thì trong trường hợp phát hiện sớm các dấu hiệu của tiền sản giật thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp điều trị sớm để cố gắng đảm bảo cho bạn có một thai kỳ khỏe mạnh, để cho em sinh ra em bé khỏe mạnh ạ.